Xin chào tất cả các bạn thân mến. Ngày hôm nay mình lại làm một cái video. Nó không có liên quan gì đến cái ngành nghề là đang đi dạy của mình, nhưng mà mình cảm thấy là mình cũng khá là bức xúc về cái vấn đề này. Đấy là lần đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam chúng ta có một cô hoa hậu mà cái số lượng anti-fan nó lại gấp 5, gấp 10 lần, thậm chí gấp 20 lần cái số lượng mà fan theo dõi cô ta. Vậy thì vì sao lại có những cái cuộc anti-fan lớn như vậy? Tất cả là tại, không chỉ tại là cô hoa hậu mà tại cả một cái ekip đã làm đó quá lố bịch. Cái thứ nhất là về cái phát ngôn của cô thì chưa đúng mực là một hoa hậu như thế nào cả. Và cái thứ hai là cái mà dám tự tin xếp mình trước cả những cái danh nhân, những cái người có công với lịch sử đất nước như là vua Quang Trung hay là nhà thơ Hàm Mặc Tử thì quả thật là không còn gì để nói. Đây được gọi là cái họa tại cái miệng. Và theo như cá nhân mình nghĩ thì cô hoa hậu này rất khó để vượt qua được cái phản ứng dữ dội. Và như mình cũng đã nói thì chỉ có một cái cách duy nhất, đó là cô này sẽ nên là trả lại cái vương miện hoa hậu này đi. Và sau một thời gian tu trí sửa đổi tích đức thì khả năng cao là sẽ thay đổi được tất cả các bạn. Là quan điểm của mình như vậy. Và mình cũng mong muốn là hoa hậu Ý Nhi là hãy trả lại vương miện nhá.